có một hai nghĩa địa nữa là con không tha hồ lửa nha, lửa thoải mái, lửa nào tính tiện đó. Cái dòng rẻ rẻ nè, F5, F6, F7 rồi nè, F5 nè, hai F5 chưa chùi rửa chưa chạy luôn nè. Này số máy giá rẻ rồi con nè, F5 nè 3,5 triệu nè, F4 là 3 triệu nè. Đây có lô tết về mấy con, về mười mấy con hết nè con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, về khoảng 12 con hết, 4,5 triệu con nếu mua hết 12 con nha. Nếu con mua hết 12 con 4,5 triệu con hết 80 á mới về. Mười mấy con, 2-3 con à. Nếu con mua hết đó là 4,5 triệu con. Nếu con mua hết nha. Alo. Đúng rồi. Máy gì em? Tại đó tấm 10 về 13 4 con là 4,5 triệu con mà con. 13 4 con à, 4,5 triệu con. Còn F7 F5 nè. F5 là 3,5 triệu. F4 là 3 triệu, con đời nuôi cò nhớt chứ đời không nuôi cò. Còn F7 đây. F7 là 5 triệu nè. F7 5 triệu. Không.